Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp, Công ty cổ phần Vim, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được tổ chức thành công, tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Vim tiếp tục phát huy sức mạnh trí tuệ, sự đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 và những năm tiếp theo. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ công thương đồng chí phan văn bản phó bí thư thường trực đảng ủy bộ công thương cùng các đại diện đảng bộ đảng ủy bộ công thương trong nhiệm kỳ qua đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đó mục tiêu chính là thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giữ vững các sản phẩm chính là máy móc phục vụ nông nghiệp đảm bảo tăng trưởng hoặc duy trì mức ổn định so với năm trước đảng ủy đã phát huy tinh thần sáng tạo của tập thể thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng chính phủ đảng bộ luôn chủ động trong việc xây dựng và triển khai các buổi sinh hoạt chuyên đề và tự tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa công tác quản lý đảng viên tập trung về tư tưởng chính trị và trình độ năng lực có thời điểm do những yếu tố khó khăn khách quan dẫn đến một số chỉ tiêu trong kế hoạch năm đạt chưa cao tuy nhiên nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của vim năm năm qua về cơ bản đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra các chỉ tiêu nhìn chung đều có mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước đặc biệt là lợi nhuận sau thuế Tổng số tiền Vim nộp ngân sách nhà nước và chia cổ tức cho các cổ đông Vim trong 5 năm từ năm 2015 đến năm 2019 là gần 23.000 tỷ đồng. Riêng năm 2019, một số chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt cao nhất từ trước đến nay, riêng chỉ tiêu tổng sản lượng và doanh thu bán hàng giảm do nhà máy Vim Moto giảm mạnh sản lượng và thay đổi việc sử dụng vốn trong kinh doanh thương mại tại văn phòng Vim để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới và tổ chức thành công đại hội đồng chí phan văn bản phó bí thư thường trực đảng ủy bộ công thương đề nghị đảng ủy công ty cổ phần vim tập trung một số vấn đề như xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng chú trọng xây dựng các tri bộ trực thuộc vững mạnh tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên người lao động hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị của tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổng công ty thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng công tác quản lý đảng viên tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật nghiêm minh trên tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên và tinh thần thương yêu đồng chí giúp đỡ nhau cùng tiến bộ